Trời ơi, ơi, mọi người ơi, nó ai anh thấy là lấy xương xương chứ. Mà anh tôi xong chưa tìm tôi Doraemon sắp xong rồi đó anh mà anh. Tao Doraemon của em đâu? Hả? Nhiều fan yêu cầu team mình thử thách 24 giờ trên nhà 2 tầng thì hôm nay team mình sẽ thực hiện cho các bạn xem nha. Hổm giờ mình nôn ở trong nhà 2 tầng lắm rồi, mình nên chuẩn bị mền ngủ với các bạn. Các bạn có thấy cái nhà 2 tầng này giống tiệm karaoke không đó hả? Giống thì có giống rồi đó, nhưng mà không tính định làm cái gì. Tiệm karaoke mà không có karaoke thì buồn lắm. À, tôi có chuẩn bị cái thùng karaoke nè. Wow. Hay là lát nữa mình đem này lên lầu hát cho nó ngọng nha mấy anh. Được. Mình có đem theo bút màu để lát lên nhà 2 tầng mình thi vẽ nha các bạn. Thử thách này mình thấy thú vị rồi nha. Ơi, cái thùng lo lên tầng 2 là cả một vấn đề luôn á. Không kinh động nổi nhưng mà kêu cả team kinh lại chẳng lẽ không nổi. Chắc được rồi. Thôi ơi, anh em sao vô kinh đi. Ôi, thấy cái bồ hồ bơi này hèn tắm quá anh em ơi. Thôi bây giờ kinh lẹ đi, già nắng quá rồi chịu nổi rồi. Để tôi leo lên trước nha. Con leo lên trước thêm anh. Quan trọng là cái thùng này nè. Thì bây giờ đồ đạc với lại dụng cụ mà nấu thức ăn thì mình sẽ để ở lầu 1 và mình sinh hoạt ở lầu 2 nha các bạn. Tại vì ở trên thì nó cũng khá là hẹp. Hay là giờ mình lên tầng 2 cho mát đi, hồi nãy em kinh thùng ron nóng còn mệt nữa. Đúng rồi, anh cũng vậy đó. Migo sẵn sàng rồi đó, bây giờ mình kinh thùng lên cho anh hát đi. Tôi có cái ý kiến như nè, hay bây giờ mình bỏ thùng lo đi, còn mình lên cho mình hát, tại cái này kết nối được bằng Bluetooth được mà. Cào kiến. Ok, bây giờ tôi sẽ kết nối nha. Rồi, okay. Tôi bật lên. The Bluetooth device is ready to pair. Rồi, ông thử test coi có được chưa mà anh. Alo. Anh Thành thực số 2C, 3C xong hết rồi nè. Bây giờ hát qua đâu? Ủa cô hát đi với lại đó giờ đi. Con chưa nghe giọng của cô hát lần nào luôn á. Thôi đẩy qua đẩy lại để cô hát mà hát dở tụi con đừng cười nha. Các bạn đừng cười mình nha. Cô bậy gì cô? Rồi con bắt cho cô bài Nói Lại Tình Xưa đi. Dạ ok cô. Rồi vô cô. Chơi. Về đây bên nhau, ta nói lại tình xưa. Đừng ngồi trên tầng 2 nghe karaoke sướng các bạn ơi. Y chang tiệm karaoke luôn á, đúng không Tài? Đúng rồi đúng. Tiền tình mà bao năm qua, em gói thôi bây giờ cô hát hơi rồi tụi con hát đi. Anh Minh hát đi anh Minh. Khoan, trước khi hát á, anh Minh sẽ kể cho mấy em nghe một câu chuyện xem em có đoán được cái tên bài hát không nha. Rồi ông kể đi. Ở đằng xa xa kia có một cái đồng ruộng. Ba má tôi á thì lại đặng làm ở đó. À tôi biết rồi, ông đừng có kể nữa. Là tên bài hát đó chính là Ba Mấy Em Chứ Gì. Sai rồi ông ơi, Tía Mấy Em mới đúng. Ờ Tía Mấy Em, ủa cái này rồi chen nhau mà. Rồi vô. Cô hát dở cô không mắc cười mà con hát lần này cô mắc cười thiệt đó Minh ơi. Cô hát đâu cô hát hay mà. Hay quá hay luôn rồi. Người đếp. Bây giờ mạnh hát đi mạnh. Để tôi rồi. Cái bài gì mà nó bá đạo mà bự bự nó mới được. Tôi biết nè. Bài gì? Hay ông hát bài Cháu Lên Ba đi. Ok hết thì dịch luôn. Nè anh già cái đầu rồi mà anh còn hát bài Cháu Lên Ba vậy anh mạnh. Em không biết gì hết trơn á, anh gần lên cấp 3 rồi anh phải hát bài Cháu Lên Ba mới được. Bất tề heo. Cháu Lên Ba. Later. Nãy giờ con hát karaoke lâu quá, bây giờ con đói bụng lắm mẹ ơi. Con không đói bụng nữa mẹ ơi. Giờ mẹ cũng đói nữa. Hai giờ mấy đứa trên đây nha, cô xuống cô lấy nước rồi mình nấu mì ăn nha. Đúng rồi cô, bây giờ cô nấu mì liền đi, con đói bụng quá à. Ủa trời ơi, nóng quá à. Thôi ông đừng có xạo, này là cánh tấm tôn mà, chứ phải cái lò nướng đâu mà ở đâu ông nóng. Ông hư đụng đi, nó nóng dữ lắm á. Ui da, trời ơi, ông thổ tài luôn á. Đó, thấy chưa, tôi nói rồi mà. Nhờ cái tấm to này á, bây giờ tôi có cái ý kiến này nè. Hay bây giờ mình nướng đoạn trên cái tấm to này đi. Có lý. Anh xào quá mình ơi, cái tấm to này không nấu chín được cái gì đâu. Thôi bếp ga nấu chín được. Bây giờ mình thử trước đi rồi biết liền. Đúng rồi đó.
Cô nghe mình nói cô cũng tò mò nữa. Hay bây giờ mình lấy trứng mình nướng trên cái tôn này coi nó chín không nha. Dạ, được. Bây giờ mình sẽ thí nghiệm bằng cái mâm này để trên cái tấm tôn nó cho nó nóng lên rồi mình bỏ hạt xương khói với trứng lên coi nó có chín không nha các bạn. Thí nghiệm lẹ đi mấy đứa. Để nó nát mà mình không thí nghiệm được đâu. Ông bỏ cho đi. Thôi tôi lên nha. Em lên chi nắng quá à. Rồi đưa tôi. Qua wow, cái mâm này nóng quá, bây giờ mình đập trứng liền đi, nếu không là nó hết nóng là đập không có được đâu nghe. Đúng rồi đó, trời tôi thấy nóng lắm rồi, nóng bỏng tay luôn rồi đó. Rồi đập thôi. Ông đập đi. Ông làm hạt xương khó đi. Ê, để tôi đập thử ông luôn cho. Rồi để tôi coi nó có sao nha. Ok, bây giờ tôi đập nha. Gì đây, cái gì đây? Qua. Wow, trời ơi. Nghiêng qua nghiêng lại dễ ăn bánh luôn nè. Thôi ông để im chỗ cho nó nóng coi nó có chín không nha. Ok, để tôi đập thêm trứng nữa. Đó. Rồi ông vậy nha, để tôi gấp hạt xương khói lên. Đây là thí nghiệm đầu tiên của mình luôn nha các bạn. Không biết là nó có thành công nha. Em không tin là nó sẽ chín đâu. Anh đang thí nghiệm mà. Chứ nãy giờ anh thấy cái hạt xương khói này nó hơn rồi đó. Thôi giờ đi vô đi, trứng gà không chín nhưng mà lát nữa tôi với ông chín đó. Thôi vô lại đi. Qua. Sao anh không nói trực tiếp trên mấy tòa này luôn anh Minh? À sao tiện cũng nói cho em biết luôn. Cái trên tấm tòa này có cái sơn cách nhiệt. Chứ trên đây cũng quá trời bụi luôn. Nếu mà anh đập cái trứng lên đây nó sẽ có bụi nhưng nó không có chín đâu. Bây giờ anh sẽ nướng lên cái mâm này nè. 1 hour later. Nãy thì cả tiếng đồng hồ anh ra trứng chưa đó bụng quá anh Minh. Thôi để anh ra anh coi. Trời ơi cái bụng mặt kiểu cái gì mình cũng đói chứ. Trời ơi, mọi người ơi, nó anh thấy là cái xương chín đựng chín trong trắng rồi nè. Ờ đúng rồi. Trong đó con thấy cũng hơi đặc đặc luôn á. Wow, từ để anh coi thịt bò xương khói này nè. Lộn thịt heo xương khói luôn. Dạ giờ tôi cắn thử miếng nha. Ừ, sao? Chín không anh? Ừ, còn thấy nha. Cái này là cũng gần chín rồi đó, chưa hẳn là chín đâu. Ủa vậy hả? Cứ hãy ăn thử em nào. Ăn có cảm giác sao mình? Cảm giác nó hả? Cảm giác nó bỏ miệng vào nó nóng luôn á ông. Nóng hả? Ăn chín luôn vậy đó. Có mặn mặn hay ngọt ngọt gì không? Nghe nha. Đó cô, quan đi. Bây giờ mình sẽ giúp chùm trắng ăn thử nha nè em. Nè chùm trắng ngon quá hả? Ôi trồng trắng nè, trồng trắng này mình nghĩ chứ cũng gần chín luôn rồi đó nha anh em. Chứ nữa. Đau. Ngon quá. Ôi đau dít ăn thử luôn. Mình nghĩ chắc chắc cũng gần chín rồi đó. Mà nó ngon lắm Mạnh ơi. Ăn thử không? Đâu, để tôi. Ngon. Bé béo nha. Đúng rồi. Ngon. Lậm lên. Trứng với lại thịt không thịt không khói tụi con nướng trên đây là chín khoảng 50-60% thôi mấy đứa. Thôi ăn đi. Ngon quá. Thí nghiệm này mình nghĩ là được á. A few moments later. Team mình giờ ăn no rồi, chia ra làm hai đội đi, mình sẽ thi vẽ. Nếu mà đội nào thắng sẽ được ăn những món ăn mà mình yêu thích. Yeah, mình sẽ chọn một thùng sữa VinFast luôn. Còn với bạn đội còn với bạn. Chọn rồi. Mẹ chơi không? Mẹ sẽ làm ban giám khảo. Còn với bạn đội nha, có những gì mình bầu nha con. Bây giờ còn ba đứa bầu luôn đi. Giờ mình vẽ đâu cơ? Mình sẽ vẽ trên bức tường này nè. Hai đội mình chia ra mỗi đội phân nửa đi. Dạ. Rồi, Bên đây. Cái này là màu nước, mình vẽ phải có nước chứ các bạn. Nhưng mà ông tính định vẽ con gì? Tôi không có tính vẽ con vật đâu, tôi tính vẽ là nguyên cái đồng ruộng bét ngét luôn á. Ok. Bây giờ tôi sẽ phát quà, ông ở đây ông pha màu xíu ông tôi lên nha. Bên anh Minh thì vẽ cánh đồng, còn bên con ý tưởng gì vậy Trang? Con vẽ cô gái, bây giờ Trang là phát thảo, rồi Tài với Vinh là vẽ màu nha. Dạ. Hai đứa con tô màu. Bây giờ mình dùng viết chì để phát thảo, có gì sai mình dễ bôi. Mình phát thảo cuối cùng cũng đã xong rồi các bạn, bây giờ mình sẽ lên màu. Mà đặc biệt là cái mái nhà phải làm màu cam nó mới đẹp nha. Theo tôi biết là màu vàng cộng màu đỏ ra màu cam nó ảo. Rồi bây giờ tôi đây tôi làm thử coi đúng là ông nó không nha. Ok. Rồi bây giờ tôi bỏ đỏ vô trước nè. Rồi xong rồi tới màu vàng. Ừ, nó màu vàng chứ. Giờ tôi rửa màu đỏ nha. Rồi ok, tôi múc màu vàng nè. Rồi múc màu vàng vô. Còn nó ra màu vàng nha. Ủa nó ra màu cam thiệt nè ông ơi. Ôi. Ôi nhìn màu cam đẹp quá Mạnh ơi. Ủa mà ai dạy ông vậy? Thôi tôi coi trên mạng á. Wow. Ê, còn cái cửa nè sơn màu tím luôn đi. Mà ở đây làm gì có màu tím? À, theo kinh nghiệm của tôi á, màu đỏ cộng màu xanh nước này nè ra màu tím nữa không? Ủa thiệt đúng hả? Từ, hồi nãy ông làm này hợp lý nè. Để tôi coi ông còn này ông có hợp lý nữa không? Trời ơi sao nó ra màu nâu vậy Mạnh? Trời ơi tôi lộn rồi. Màu xanh nước này với màu hồng mới đúng. Trời ơi đất ơi nãy làm tôi tin tưởng ông quá trời luôn. Trời ơi ông cứ tin tưởng tôi ở lần này đi. Ừ để tôi tin tưởng ông lần này thử nha. Ơi màu tím này kìa. Chứ sao tôi mẹ. Ôi ghê á. Ê tôi thấy vậy được á. Bây giờ mình sơn đi ông. Rồi bây giờ mình sẽ tô cái thân cây màu nâu nha. Rồi tôi sẽ tô cái cửa màu tím. Ok. Đó. Bà cháy luôn rồi anh em ơi. Rồi Trang vẽ xong rồi đó, tô màu đi. Giờ Trang nó màu tại Vinh pha chưa? Giờ nè màu da người là màu cam với màu trắng. Trang lần này có đúng không à?
nhiều nhiều vô. Gà màu da người rồi nè. Rồi, gà màu da người rồi đó, phô đi. Còn còn màu gì nữa? Tiếp theo là tóc màu tím. Màu tím pha màu gì vậy chị Trang? Màu tím á là còn màu xanh nước biển với màu hồng. Cái này phải không? Đúng rồi. Ủa vợ ra màu tím rồi nè. Rồi tiếp theo còn màu gì nữa? Rồi cái con mắt á là từ màu xanh da trời đậm rồi cho đến nhợt. Là xanh này. Ok, cái đó rồi rồi vậy được rồi, chút chỉ tô lên thôi à. À hiểu rồi. Rồi bây giờ mình tô thôi. Bây giờ mình tô khuôn mặt trước nha. Bên đội con á tô cái khuôn mặt vô xong mà bên đội anh Minh tô cánh đồng nhà cửa cây cối không xong rồi kìa ráng. Tại bên đó anh Minh phát thảo trước bên tụi con. Thôi nói chung là mẹ không có quy định thời gian, miễn sao mà tụi con vẽ đẹp rồi ok. Cái môi là mình sẽ tô màu đỏ. Làm cái này có vẻ vui quá. Nhìn anh mạnh như cái núm vậy. Trời ơi anh chưa tô hết mà em. Vẽ là một chuyện, tô màu là một chuyện. Mình vẽ làm sao, tô màu làm sao, thấy đẹp là được. Đúng rồi, phải cho nó hợp lý phải không anh? Mình thích nhất là Doraemon, mình sẽ vẽ thêm Doraemon nha các bạn. Nãy giờ ông vẽ với tô, ông thấy cảm như thế nào? Mệt chứ sao ông? Rồi, xong cô gái rồi. Xong. Cái gì xong? Ê, nó là tô xong cô gái. À, anh tưởng nào cô gái nó bị gì vậy chứ? Ừ, đúng rồi đó. Em nói 11 gì mà em phải nói là dễ hiểu giùm anh cái. Chứ nói vậy không có được đâu nha. Tô xong cô gái rồi á, thì qua bên Trang nè. Doraemon tô màu gì vậy? Vậy á, tại có coi Doraemon chưa mà tại hỏi. Không, tại không có Doraemon, tại chỉ có Nobita à. Trời ơi, ở đây mấy cái người trùng tưởng mới biết em ơi. Đây là anh đang chỉ con cò chứ không phải số 3 đâu. Không biết gì trơn á. À em quên, đứng số 3. Trời ơi, Vinh lo chuyện bao động à. Qua bên chị tô màu nè. Con mắt của Doraemon á là mình tô viền đen phải tỉ mỉ nha các bạn. Mạnh tôi xong chưa chứ em tô Doraemon sắp xong rồi đó anh Mạnh. Đâu Doraemon của em đâu? Hả? Cái gì vậy? Doraemon của em đây hả? Không, cái này em nhầm. Two hours later. Cuối cùng đã tô xong rồi, con ơi, chánh điểm con ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, sao con tô cái gì một màu đen quyền bi vậy? Rồi, đợi con cũng xong rồi mẹ ơi. Ơi, chị Trang vẽ Doraemon đẹp quá. Rồi bây giờ cô sẽ chánh điểm bên cái phần thi của Minh Mạnh trước nha. Dạ. Ủa con vẽ cái gì mà con tô màu tối thui, con không có nhìn ra. Hồi nãy thì tôi mới đầu cô nhìn được thấy ba cái nhà dưới đó. Giờ con diễn tả cái hình ảnh của con đi. Dạ, đây. Đây là con vẽ ba cái nhà với các hàng cây đó. Ôi vậy. Tiếp theo là một con sông có cái cầu bắc ngang qua với hai anh đang bắt cá. Rồi, con được rồi đó. Còn ở đây là một nguyên cái đồng ruộng của đất nhà con với Mạnh đó con. Rồi đây là con vẽ mấy con nè. Mà nãy Mạnh á, nó mất một xanh con cái mất tiêu con cò cũng luôn rồi. Có đâu lỡ tay mà. Đó, cái này mới quan trọng là cô. Nguyên cái này. Cô nhìn nó đằng kia kìa. Rồi chưa? À cô biết là con vẽ cảnh chiều hoàng hôn chứ gì phải không? Đúng rồi cô, con là một quả sĩ tài ba mà. Rồi để con nhận xét cái phần vẽ của con nha. Dạ. Đó là con đưa ra ý tưởng rất là ý nghĩa. Nhưng mà cái phần tô màu con tô nó làm nó mất cái vẻ đẹp của bức tranh này. Cô chấm khuyến khích cho con 5 điểm. Dạ. Ủa trời ơi cô 5 điểm đây. 5 điểm là nhiều rồi, gặp em chấm 2 điểm đó. Gì kỳ vậy trời, ra nhiều chi tiết lắm mà, anh vẽ mạnh lắm á. Đúng rồi, khuyến khích cho ý tưởng hay con ơi, chấm cho 5 điểm. Rồi qua cái phần thi của con nè. Trời ơi gì con người xấu quá à. Nhưng mà cũng hình dung ra được cái khuôn mặt của con gái đó không? Rồi bên đây là con vẽ Doraemon đúng không? Dạ. Tuy mặc dầu á là Trang vẽ hai chi tiết nhưng mà rất là rõ ràng, con nhìn vô thấy liền luôn á. Còn bên tụi con ý tưởng thì hay nhưng mà tô màu gì đen thui nguyên một đám rừng luôn. Cô khuyến khích cho Trang 6 điểm. Yeah. Trời ơi. Hai cái hình của mình vẽ thấy vậy thôi nhưng mà rất là công phu luôn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho một like và một đăng ký. Bây giờ đội con chiến thắng rồi đó Trang. Con có quyền chọn những món ăn mà con yêu thích á. Dạ con chọn sữa bi phát. Sữa bi phát luôn. Em thì chọn xúc xích. Mấy em chọn đồ ngon hết trơn rồi. Tụi anh ăn cái gì? Con mì mà ăn. Ừ đúng rồi con mì á. Ừ mì ăn ngon ha. Ừ mình nấp rồi bây giờ mình xuống tắm hồ bơi đi mấy đứa. Yeah. Yeah. Rồi bây giờ mình vô mình tắm hồ bơi cho thoải mái đi đó rồi. Dạ. Ôi chạy còn anh em ơi. Quá. Quá quá. Rồi tụi con bóp nước xuống đi, con hứng là mình nấu mì ăn tối vui đó. Dạ.
Rồi bây giờ tối mình sẽ ăn mì xúc xích với lại trứng nha mấy đứa. Dạ. Tụi con ăn trứng là có thơm. Dạ muốn. One hour later. Wow. Sau khi mà team mình ăn tối xong á thì bây giờ cũng là 8 giờ tối rồi các bạn. Giờ mình sẽ hóng mát cho nó mát mẻ thôi. Ở trên đây đèn lung linh với lại gió mát quá các bạn ơi. Ừ đúng rồi đó, hay bây giờ mình hát karaoke đi. Hồi chưa giờ em hát karaoke muốn khang cổ họng rồi anh còn hát nổi hả? Trời ơi nói giỡn gì thôi chứ giờ anh muốn khang cổ họng luôn này mệt quá. Bây giờ mình quần tới quần lui bây giờ mình mệt quá mình ngủ nữa. Anh em nào có buồn ngủ giống như tôi đâu? Có mệt nổi nữa. Hay bây giờ mình nghỉ ngơi đi mấy đứa ơi. Dạ thôi dạ. Ngủ đi. Ở trên lầu hai tầng nghe không có mũi nên mình không có văn mục như các bạn. Có điều nó hơi lạnh xíu thôi. Ôm Vinh vô cho đỡ lại mới được. Lần đầu tiên mình ngủ ở đây mát đã mấy bạn ơi. Thì bây giờ team mình ngủ nha các bạn. Thật sự thì trên lầu 2 này tối rất là lạnh luôn. Còn cái mệnh đâu mấy đứa? Dạ mệnh đâu rồi? Ở nhà nằm trên mệnh hả? Ơi dạ. Ơi ngủ rồi. Anh em chia mệnh đi, chia mệnh đi. Trời ơi lạnh. Chia anh em tối ôm nhau ngủ cho nó đỡ lạnh đi. Rồi chặt không mệnh? Dạ không. Cái chân của ai vậy? Ủa? Rồi bây giờ team mình ngủ tới sáng là đủ thử thách 24 chợ trên nhà hai tầng này nha các bạn. Nếu mà các bạn thấy video này hay cho mình like đăng ký kênh nha. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt các bạn.